Vào tối thứ tư hàng tuần trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, không khó để có thể nhận ra công nghệ thông tin đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào trong suốt những năm vừa qua. Rất dễ để có thể nhận thấy, các thế hệ điện thoại thông minh smartphone đã làm thay đổi cách thức chúng ta đọc báo, iPad thì làm thay đổi cách thức đọc sách và các hình thức giải trí, rồi là sự xuất hiện và bùng nổ của các mạng xã hội làm thay đổi cách thức giao tiếp, thậm chí là thay đổi cách thức người ta nhìn nhận vào cuộc sống xung quanh. Và đó là cơ sở để diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam ICT Việt Nam 2013 vừa diễn ra tại thủ đô Hà Nội đã đưa ra thông điệp công nghệ thông tin đã làm thay đổi căn bản đời sống kinh tế xã hội. Chưa dừng lại ở đó, những người làm công nghệ thông tin còn muốn tiếp cận vấn đề ở tầm cao hơn, đó là công nghệ thông tin phải là nền tảng của một phương thức phát triển mới. Và đó cũng là chủ đề của diễn đàn ICT năm nay. Và để hiểu rõ những nội hàm của thông điệp mang tính cách mạng này và làm thế nào để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay ông Mai Liêm Trực, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện Việt Nam, ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty FPT. Trước hết xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham dự chương trình đối thoại chính sách của Đài Truyền hình Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mặc dù diễn đàn đã diễn ra gần một tháng, nhưng mà sự tham dự cùng với bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng tại diễn đàn đã trở thành động lực rất lớn để những người làm công nghệ thông tin ở Việt Nam tin tưởng vào sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin trong những năm tới đây. Có thể nói đây là những cam kết chính trị mạnh mẽ nhất của người đứng đầu chính phủ đối với tầm quan trọng và sự phát triển của công nghệ thông tin tại Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam lần thứ ba, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đã xác định công nghệ thông tin là nền tảng của phương thức phát triển mới, là một trong các động lực quan trọng nhất của phát triển, góp phần làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước. Việt Nam sẽ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh và quản lý, hướng đến mục tiêu nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia. Coi đây là con đường ngắn nhất để Việt Nam tiến kịp các nước phát triển, tiến cùng thời đại. Thưa các quý vị, sự bùng nổ của công nghệ thông tin với các nền tảng công nghệ di động, điện toán đám mây, dữ liệu lớn đang hình thành nên xu thế phát triển thông minh trên mọi lĩnh vực, từ hạ tầng thông minh, đô thị thông minh, y tế và giáo dục thông minh, đến chính phủ thông minh và quốc gia thông minh. Từ thực tiễn phát triển, chúng ta cần khẳng định công nghệ thông tin là trục kết nối chính và là một yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến góp phần thực hiện thành công ba đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng đồng bộ gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Thách thức phát triển đối với Việt Nam là rất lớn. Để vượt qua những thách thức đó, từ năm 2000, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp thích hợp về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó xác định công nghệ thông tin là một trong các động lực quan trọng nhất của phát triển, góp phần làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin 2013 có thể xem như sự kiện quan trọng để bàn đến những vấn đề phát triển trọng tâm của công nghệ thông tin Việt Nam vào giai đoạn hiện tại. Theo tôi thì bây giờ phải làm sao cân đối vấn đề, tức là hướng ra xuất khẩu theo kiểu là xuất khẩu phần mềm hay là làm các cái dự án học thực sinh vân vân với cái vấn đề phục vụ cái nhu cầu trong nước. Mà hiện nay mà nói thì có thể nói là cái cơ hội bây giờ nó tốt hơn bao giờ hết. Bởi vì có thể nói là không còn một cái tính độc quyền về nền tảng công nghệ phần mềm như cách đây 5 năm. 5 năm mà chúng ta muốn phát triển các hệ thống thông tin, chúng ta muốn gọi là làm các ứng dụng thì phải nói rất là khó. Là phải mua sắm các cái sản phẩm, phần mềm rồi là các cái giải pháp chọn gói. Thế nhưng mà hiện nay thì cái công nghệ hoàn toàn nó gọi là mở rất là lớn và cái khả năng hợp tác giữa các cái doanh nghiệp, các quốc gia cũng rất là mở. Khách mời quốc tế đặc biệt của Việt Nam ICT Summit 2013 là ngài Yoko Hatoyama, nguyên thủ tướng Nhật Bản. Ông cho biết chính công nghệ chuyên sâu đã là động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế Nhật Bản, nhanh chóng biến Nhật Bản thành một trong các nước dẫn đầu nền công nghệ thế giới. Kinh nghiệm để phát triển công nghệ thông tin tại Nhật Bản trong thời gian trước đây và Việt Nam ngày hôm nay, đó là Việt Nam nên quan tâm đầu tư phát triển hệ thống trường trung học nghề công nghệ thông tin. Việt Nam và Nhật Bản nên hợp tác sâu sắc về giáo dục đào tạo để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, không chỉ ở Việt Nam mà cho toàn khu vực ASEAN, sẵn sàng cho giai đoạn hình thành cộng đồng ASEAN.
Hơn 10 năm qua, công nghệ thông tin đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tốc độ tăng trưởng và hiệu quả cao, đóng góp trực tiếp gần 7% GDP. Hạ tầng viễn thông và dịch vụ viễn thông Việt Nam đang từng bước phát triển để ngang tầm khu vực và thế giới. Việt Nam đã có vị trí trên bản đồ công nghệ thông tin thế giới. Mức độ triển khai chính phủ điện tử của Việt Nam đã vươn lên đứng thứ tư trong các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Việt Nam đã đứng trong nhóm 10 nước hấp dẫn nhất về gia công phần mềm và trở thành đối tác thứ hai của Nhật Bản. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã lọt vào danh sách 10 thành phố mới nổi về gia công phần mềm. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Trương Gia Bình. Với tư cách là đại diện của ban tổ chức diễn đàn, ông lý giải như thế nào về sự thay đổi chủ đề của năm ngoái là công nghệ thông tin hạ tầng của hạ tầng và năm nay đã chuyển thành công nghệ thông tin nền tảng của một phương thức phát triển mới? Vâng, có thể nói rằng là đại hội đảng vừa rồi đó, đặt ra vấn đề là tái cơ cấu nền kinh tế và thay đổi mô hình phát triển. Và trong cái diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin năm nay, Thủ tướng đã gửi một thông điệp quan trọng là công nghệ thông tin là một nền tảng của phương thức phát triển mới, nâng cao toàn diện sức cạnh tranh quốc gia. Vâng. Thế chúng ta hiểu cái vấn đề này như thế nào? Thứ nhất ấy là chúng ta cần phải thay đổi. Như vậy là chúng ta đề cập đến công nghệ thông tin không phải với tư cách là một ngành kinh tế, mà là một phương thức phát triển mới để giúp các ngành kinh tế khác. Chính xác. Vâng. Cho nên cái vai trò công nghệ thông tin lần này ấy, hoàn toàn thay đổi. Thế nên ví dụ như là lấy cái y tế. Trong bài phát biểu quan trọng này, Thủ tướng có nói về cái y tế thông minh. Tôi chưa nói đến y tế thông minh là một cái mức cao hơn. Tôi chỉ nói đến cái mức mà gọi là tin học hóa một cái bệnh viện. Thì người ta thấy rằng ấy, là bệnh viện có thể chăm sóc sức khỏe cho 50% cho đến 100% lớn hơn với một cái bệnh viện chưa được tin học hóa. Cái giờ mà bệnh nhân phí tổn ấy, có thể giảm đi một nửa. Vâng. Thì đấy là những hiệu quả. Còn chưa nói đến thông minh. Nếu mà thực sự chúng ta nói đến một cái bệnh viện thông minh ấy, thì chúng ta nếu mà bỏ ra 1.000 tỷ xây dựng cái bệnh viện chăm sóc được sức khỏe cho vạn dân, thêm 50 tỷ nữa chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe cho 2 vạn dân. Đấy, cái cách thức tiếp cận đấy là phương thức mới. Vâng, thưa ông Trần Đình Thiên, ông cũng là một trong những diễn giả chính tại diễn đàn ICT năm nay. Vậy thì với tư cách là một nhà nghiên cứu kinh tế thì ông nhìn nhận cái phương thức mới này như thế nào? Thế nào gọi là phương thức mới? Có lẽ tôi muốn bổ sung cho cái ý của anh Bình như này. Tức loài người cái thời đại nông nghiệp ấy, cái phương thức là dựa trên cái sức mạnh cơ bắp và cái sức của tự nhiên. Vâng. Thế đến cái thời đại cơ khí thì là dựa vào cái sức mạnh của cái máy động lực. Thì thực ra những cái nguyên tắc này là nó bắt đầu càng ngày nó dịch chuyển về phía con người, trí tuệ con người. Nhưng phải đến cái thời đại công nghệ cao bây giờ đó, thì người ta mới nói đến cái phương thức phát triển dựa trên công nghệ cao, dựa vào chủ yếu vào cái trí tuệ con người. Thế thì trong cái phần dựa vào công nghệ cao và cái trí tuệ con người thì nó phải giả định một cái môi trường, một cái nền tảng. Thì đấy chính là cái thông tin, cái không gian thông tin. Cái công nghệ thông tin nó xử lý toàn bộ cái vấn đề không gian, cái môi trường của cái phương thức phát triển mới. Cho nên là nói rằng là cái công nghệ thông tin là nền tảng của phương thức phát triển mới để cho cái trí tuệ con người ấy, nó linh hoạt để nó xử lý được. Thì đấy là thực chất gọi là cơ bản của cái phương thức phát triển mới nó là như vậy. Tức là một cái bước tiến vọt mà với cái bước tiến này nó khẳng định cái vai trò quyết định của trí tuệ con người chứ không phải là cơ bắp, không phải là cái máy móc động lực nữa. Có lẽ cái chỗ này nó đơn giản hơn một tí. Tức là tôi rất nhất trí với ý kiến của Bình Văn Thiên, nhưng mà trước đây người ta nói là sau thời đại nông nghiệp, sau công nghiệp, mà chúng ta nhớ 20-25 năm trước người ta gọi là hậu công nghiệp, tức là chưa biết hình dung nó như thế nào. Cho nên từ cái Internet và công nghệ thông tin phát triển quá nhanh và bây giờ nó đã định hình rõ, nó không người ta không dùng chữ hậu công nghiệp nữa, mà nó đã chuyển từ thời đại nông nghiệp, thời đại công nghiệp và thời đại của thông tin, của công nghệ thông tin. Ở đây nó còn có cái chuyện mà chúng ta thấy rất rõ là phương thức phát triển như thế nào. Tức là bây giờ nó cái sầu là người nó chuyển sang cái gọi là nền kinh tế trí thức. Mà đã về mặt kinh tế, xã hội thì sang xã hội thông tin và kinh tế. Mà cái công nghệ thông tin là một cái trụ cột quan trọng. Như trong cái bài dẫn đầu nói là cái trục xoay cho toàn bộ tất cả các trụ cột khác phát triển. Cho nên công nghệ thông tin nó trở thành là một trụ cột của nền kinh tế trí thức về mặt kinh tế. Và mặt khác bản thân nó với những cái đặc thù của nó, thì nó là cái ngành đi tiên phong, với tư cách một ngành thì nó là một ngành kinh tế trí thức đầu tiên của Việt Nam, mạnh mẽ nhất. Thì tôi nghĩ đấy là một cái điều nó nhìn vấn đề nó đơn giản. Cái thứ hai tức là thực ra cái công nghệ thông tin nó trở thành một cái phương thức phát triển mới, nó đã xảy ra trên thế giới từ vài chục năm nay.
và nó đã vào Việt Nam cũng trên 10 năm nay. Nó đã vào rồi, như anh Quang Minh nói lúc đầu, tức là nó thay đổi toàn bộ cái phương thức chúng ta làm. Hệ thống hàng không bây giờ hoạt động khác, bán vé hoàn toàn khác, hệ thống ngân hàng hoàn toàn khác. Rồi cái ngay cả báo chí hiện bây giờ, báo mạng, cả báo text, báo tiếng và báo hình của chúng ta hiện nay thì nó đã thay đổi hoàn toàn cái cách chúng ta làm. Cho nên đấy nó đã vào Việt Nam. Vấn đề ở chỗ, tức là kỳ này cái thông điệp của Thủ tướng nó rõ, đây là cái lợi thế của Việt Nam. Chứ chúng ta không đi tuần tự như các nước khác, mà đây là cái lợi thế, nhiều cái lợi thế của Việt Nam và trong đó có lợi thế của người đi sau. Ta nhấn mạnh và nhận thức rõ cái điều này như là một cái giải pháp quan trọng nhất cho cái việc chuyển đổi cái nền kinh tế của chúng ta với một coi như một phương thức phát triển mới để chúng ta có thể đi nhanh hơn, chúng ta có thể tận dụng được những thời cơ đó. Xin hỏi ông Trần Đình Thiên là tất cả chúng ta đều đồng ý với cách tiếp cận là nếu như bây giờ coi công nghệ thông tin là nền tảng của một phương thức tiếp cận mới, một phương thức phát triển mới thì đó là một tiếp cận rất là cách mạng. Tuy nhiên ông có cho rằng nói như vậy vào thời điểm này nó có là hơi sớm hay không, khi mà chúng ta đưa ra một thông điệp lớn lao đến như vậy trong khi chúng ta có đủ, liệu chúng ta có đủ cam kết chính trị cũng như là đủ nguồn lực để thực hiện cái thông điệp này hay không? Tôi nghĩ cái câu hỏi này là nó cũng rất quan trọng đấy, bởi nó có đúng lúc hay không là nó quan trọng. Nói về thời đại thì là không nghi ngờ gì là cái thời đại này là có thể là bắt buộc chúng ta phải theo cái thời đại đấy. Nhưng tại cái thời điểm này đối với nước ta nên xử lý cái chuyện đi theo cái xu hướng ấy như thế nào lại là một chuyện khác. Tuy nhiên ở đây có hai cái điểm mà cả anh Trực cả anh Bình đều có nói trước đấy. Tức là cái khi mà bước vào cái thời đại này, một cái thời đại hoàn toàn khác về nguyên lý, thì hầu như các quốc gia đều có cái xuất phát điểm là về mặt nguyên tắc là như nhau, không phải thấp cao gì nữa. Cho nên Việt Nam như thế là có một cái cơ hội để mà đứng ngang tầm với những nước đi trước về cái điểm xuất phát. Cái này quan trọng lắm, nhận thức cho nó đúng là quan trọng lắm. Cái thứ hai ấy, là cái ý của Thủ tướng nói rằng là hiện nay là chúng ta đang tại cái thời điểm này là nền kinh tế đang rất khó, nguồn lực rất khó, lòng tin cũng có vấn đề. Nhưng tại sao đặt vấn đề công nghệ thông tin ra bây giờ như là một cái thông điệp mang tính cách mạng? Là vì nó gắn với cái vấn đề là bây giờ đổi mới mô hình tăng trưởng. Chúng ta hì hục với lại cái mô hình tăng trưởng là 25 năm đổi mới, thành công cũng nhiều nhưng mà đến cái đoạn chót là nó sinh chuyện, lại tái cơ cấu. Thì tại cái thời điểm mà những cái vật lộn với tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng nó đang diễn ra, đưa ra cái thông điệp này là tôi cho rằng là nó cực kỳ là có ý nghĩa. Để chúng ta thực sự là thay đổi cơ cấu mang tính cách mạng, chứ không phải là cải tiến, không phải là cải lương, mà đây ấy là một cái bước chuyển lớn. Cho nên ấy là tôi nghĩ rằng chính là những người ta hay nói rằng là những cái lúc khó khăn, những lúc khủng hoảng ấy, đấy là cơ hội để mà cải cách. Thì tại cái thời điểm này đưa ra một cái ý tưởng, đưa ra cái thông điệp như thế này tôi cho là một cách rất là đúng đắn. Và Thủ tướng đưa, chứ không phải là ông Thiên đưa, không phải là ông Bình đưa, thì có nghĩa là nó nói lên một cái quyết tâm chính trị rất lớn, chứ không phải ở đây để mà nói chơi, một cái thông điệp để nói chơi. Cho nên đứng về mặt thời đại tôi cho là xu hướng là đủ. Cái thứ hai là về hoàn cảnh Việt Nam ấy, là thời cơ rất lớn. Và cái thứ ba đó là một cái quyết tâm chính trị giống như là một cái cam kết quốc gia cho cái phát triển. Thì như thế đây là cái bây giờ chỉ còn lại là những cái chiến lược hành động cụ thể như thế nào để cái điều đó nó diễn ra một cách hiệu quả nhất. Vâng. Về mặt sớm hay không sớm thì tôi nhớ lại cách đây 15 năm khi mà ông Mai Liên Trực đưa Internet vào Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng là vào thời điểm đó tất cả mọi người đều nói là quá sớm, không hiểu là ông suy nghĩ như thế nào khi mà chúng ta so sánh hai cái thời điểm đấy để mà kết luận rằng là chúng ta có làm hay là không làm ở thời điểm hiện tại. Tôi cho cái thời điểm hiện tại vấn đề coi công nghệ thông tin là một nền tảng của phương thức phát triển mới ấy, với một năm chính trị như vậy ấy, nó còn quan trọng hơn là 15 năm trước đi Internet vào Việt Nam. Tại vì cái mình có thể chậm 1-2 năm, đúng là chúng ta có những cái lạc hậu hơn, nhưng mà nếu mà Việt Nam mà bây giờ mà không chuyển mạnh về cái điểm này để gỡ toàn bộ những cái rắc rối hiện nay thì đấy là cái giá sẽ bị trả rất là cao. Vâng. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái này là cái quyết tâm chính trị thể hiện qua cái phát biểu của Thủ tướng, nó như là một cái cơ hội, mà nếu bỏ qua cái cơ hội này thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ trả giá cho rất nhiều trong những năm thông sau. Điệp về một cái sự thay đổi mang tính thời đại chứ không phải là mang tính kỹ thuật của một ngành nữa rồi. Cái của anh Trực 10 năm trước là một ngành, một lĩnh vực, nhưng đây là một cái phương thức phát triển, tức là một cái thời đại. Vâng. Nó khác nhau. Chắc chắn đây là một cơ hội rất lớn. Vâng, tôi muốn bổ sung một chút, tức là trong bài phát biểu cũng có cái nói rằng là tiến cùng thời đại, tức là chúng ta, anh Thiên nói đấy, tức là chúng ta cùng một cái điểm xuất phát. Thế thì vào thời điểm này Việt Nam cũng có những cái lợi thế, tức là 10 năm trước chúng ta đã đưa Internet vào Việt Nam, chúng ta đã quyết tâm đẩy mạnh cái ngành
công nghiệp, công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm, chúng ta đã xuất khẩu phần mềm, chúng ta đã có vị trí trên thế giới, chúng ta đã có lực lượng. Cho nên cái lúc này nó sẵn sàng hơn nhiều. Nếu mà đặt 15 năm trước, chúng ta chưa chắc làm được. Ngày nay nó có cái nền tảng hơn nhiều. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, và một trong những đột phá quan trọng của diễn đàn năm nay, đó chính là những chỉ đạo mang tính định hướng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thì ở đây tôi xin được tóm tắt lại. Đó là để công nghệ thông tin thực sự trở thành nền tảng của phương thức phát triển mới, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cùng triển khai một số nội dung nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau đây. Một là nâng cao nhận thức, quán triệt quan điểm công nghệ thông tin là một nền tảng của phương thức phát triển mới trong các cấp quản lý, các ngành kinh tế xã hội, trong mỗi doanh nghiệp và toàn xã hội. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh và quản lý hướng tới mục tiêu nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia, coi đây là con đường ngắn nhất để Việt Nam tiến kịp các nước phát triển và tiến cùng thời đại. Hai là xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia, ban hành chuẩn thông tin quốc gia, bảo đảm khả năng kết nối liên thông và đồng bộ. Ba là đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Bốn là xây dựng cơ chế chính sách nhằm bảo đảm việc ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một yêu cầu tiên quyết trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, mọi công trình và dự án đầu tư. Năm là tạo môi trường thuận lợi cho phát triển thị trường công nghệ thông tin. Sáu là tăng cường hợp tác quốc tế, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển công nghệ thông tin. Bảy là phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin được coi là nhiệm vụ quan trọng của toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội. Người đứng đầu tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vì mục tiêu phát triển nhanh và phát triển bền vững. Vâng, xin hỏi ông Lê Lâm Trực, ông nhìn nhận như thế nào về những thông điệp này khi nó xuất phát? Cái vấn đề là làm sao để công nghệ thông tin là một nền tảng của phương thức chính mới thì phải có một cái chương trình thực hiện. Thì bảy cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vừa rồi, trong đó có cái, một cái việc, tức là người đứng đầu của tất cả các cấp phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về những cái quyết định để đưa công nghệ thông tin vào. Vâng. Thì tôi nghĩ thí dụ như sắp đến sẽ có cái ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin lâu nay do một phó thủ tướng, nhưng phát biểu của thủ tướng như vậy thì sắp đến sẽ kiện toàn và nâng cấp hoặc là lập mới một cái ban, ủy ban quốc gia về công nghệ thông tin, thủ tướng sẽ trực tiếp đứng đầu. Và nếu thủ tướng đã trực tiếp đứng đầu như vậy thì các địa phương chỉ đạo về cái việc này cũng sẽ là phải người đứng đầu và chịu trách nhiệm. Và tôi nói thay đổi cái tư tưởng là trước đây thí dụ như các lãnh đạo của các bộ ngành ở các địa phương cho công nghệ thông tin là việc của những người công nghệ thông tin, nó là một cái ngành cho nên giao một căn phó làm. Bây giờ với cái nhận thức mới như thế này thì cái việc đấy là việc của bản thân cái người lãnh đạo cao nhất của đơn vị, của địa phương. Và ông Trần Tâm Bình muốn bổ sung. Người ta đã tính toán rằng là công nghệ thông tin ở khu vực châu Âu thì đóng góp 50% cho tăng trưởng. Ở Mỹ là đến 60%. Thế là nếu mà giả thuyết rằng chúng ta như Âu Mỹ thôi, thì giả sử như chúng ta có thể nhiều năm chúng ta tăng trưởng là 8%. Vâng. Nếu theo cái phương thức mới chúng ta cộng thêm 50% nữa thôi, thì tốc độ tăng trưởng có thể lên đến 12%. 12% thì chúng ta có thể vượt ngưỡng thu nhập trung bình trong vòng thời gian rất ngắn, trong vòng 15 năm. Bên cạnh cái sản lượng tuyệt đối là 7% GDP mà của ngành công nghệ thông tin đóng góp đúng không? Tức là nó sẽ cộng vào. Thế tôi nói ví dụ, nhưng mà đấy là Âu Mỹ. Tôi giả thuyết rằng là nếu mà lại Việt Nam chúng ta khoảng 70% người Việt Nam vẫn sinh hoạt và làm việc ở khu vực nông thôn, công nghệ thông tin và công nghệ sinh học mà đi vào nông thôn thì vấn đề tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động ở khu vực ấy chúng ta không tính là 50% gì cả, chúng ta hãy tính lên là 500% cho đến 1000%. Thì cái lúc ấy thì đất nước có thể có một ngành nông nghiệp hết sức phát triển. Và Việt Nam tại sao lại không có khả năng có một cái nền nông nghiệp phát triển như vậy?
thì đấy là cái nền tảng rất là cơ bản và tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng. Vâng, thưa ông Mai Liêm Trực, cũng xin được hỏi ông ở cái nội dung thứ tư trong cái 7 chỉ đạo của Thủ tướng, đó là xây dựng cơ chế chính sách nhằm bảo đảm và việc ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một yêu cầu tiên quyết trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, thậm chí là mọi công trình và mọi dự án đầu tư. Vậy thì ông nhìn nhận cái khả năng này như thế nào? Có nghĩa là bởi vì nếu theo chỉ đạo này thì chúng ta sẽ thể chế hóa việc đầu tư cho công nghệ thông tin ở trong mọi dự án phải có cấu phần dành cho công nghệ thông tin ở trong đó. Cái chỉ đạo này rất quan trọng đối với là toàn bộ xã hội. Nhưng mà ở đây tôi phải nói thêm là thế này. Thực ra có những ngành, những lĩnh vực mà không ứng dụng công nghệ thông tin không hoạt động được. Cho nên bắt buộc người ta đã phải làm, mà lâu nay nó vẫn làm. Chứ hàng không, không có công nghệ thông tin là hoàn toàn tắt. Hay là ngân hàng hiện bây giờ, thực chất hoạt động của ngân hàng là hoạt động về công nghệ thông tin để xử lý toàn bộ những cái này nghiệp vụ. Tức là những cái ngành mà bắt buộc, hay là thí dụ hải quan bây giờ thông quan là phải thông quan điện tử, các nước nó gửi hàng đến, anh gửi hàng đi là phải đưa hết tất cả những hóa đơn trên điện tử hết. Mình không làm là mình không hoạt động. Ngành mà bản chất nó đấy là một cái việc doanh nghiệp nhà nước trong một số lĩnh vực mà nó không hội nhập quốc tế mạnh, không bắt buộc thì người ta có những rào cản nhất định cho cái sự phát triển đấy. Cho nên đưa cái mới vào rất là khó khăn. Cho nên cái ý chỉ đạo của Thủ tướng là cái bộ dự án, mọi công trình được toàn bộ từ cái quy trình sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm thì phải làm là nằm trong cái doanh từ khi nói thế này, tức là khi mà đưa một cái phương thức mới vào thì bao giờ nó có vấn đề lợi ích rồi. Những người mà thuộc cái hệ thống cũ là người ta phản đối cái đường cái mới vào, nhưng mà những người tiên phong ấy, người ta nhận thấy cái lợi ích của cái mới là tích cực ủng hộ, cho nên bao giờ có cái xung đột. Cái câu hỏi vừa rồi với anh Trực cái nó hàm hai nghĩa, tức là ở đây chính phủ như là cái người mà tạo cái môi trường, hoặc thậm chí có thể nói là theo nghĩa nó là dẫn dắt cái quá trình ấy, thì ông vừa phải là tạo ra cái cơ chế khuyến khích nhưng đồng thời là phải có cưỡng chế. Chứ nếu mà không là nhiều khi là những cái lực lượng mà đang đại diện cho lợi ích cũ mà đang thống trị này, họ phản đối cái đấy rất mạnh. Cho nên là trong cái thông điệp của Thủ tướng cũng 7 cái nhóm này, nó gồm cả những cái vấn đề là khuyến khích, tạo ra một cái cơ chế khuyến khích, tạo ra cái môi trường thuận lợi. Nhưng phía sau cùng với cái đấy là có cái tính cưỡng chế. Thì nếu không có những cái thể chế ràng buộc cụ thể đó, thì cái quá trình này nó diễn ra rất là chậm. Cho nên ở đây tôi muốn bổ sung thêm là cái khía cạnh thứ hai, chính là mà đối với một cái xã hội nông dân của chúng ta mà đi sau đó, mà là còn kế hoạch hóa tập trung nó nặng như thế này, mà cái tính cưỡng chế mà yếu ấy, thì có khi rằng là cái quá trình nó diễn ra rất là chậm. Vâng. Tôi cũng nghĩ là đây là cái mục trọng yếu. Chúng ta đã đặt nhiều vấn đề nhưng mà cuối cùng việc nó không thực hiện. Một trong những lý do đó là không có nguồn tiền nó không nguồn. Và vừa rồi trong lúc khó khăn ấy, thì ngân sách về công nghệ thông tin được cắt đầu tiên. Bị cắt đầu tiên. Cho nên là muốn làm việc lớn như vậy mà không có nguồn tiền. Thế tiền này ấy, tính như thế nào? Ở đâu ra? Thì bây giờ cái cách đặt vấn đề ấy, là đã là dự án thì phải có công nghệ thông tin, tức là phải có tiền. Thì nó đi vào các dự án. Và đây nó cũng thể hiện một cái vô cùng quan trọng về quan điểm. Nếu mà nhìn lại cái lịch sử phát triển công nghệ thông tin ấy, thì đầu tiên công nghệ thông tin vào những năm 90 ở Việt Nam ấy, thì nó vào với tư cách một công nghệ. Đến những năm
công nghệ thông tin trong lĩnh vực đầu tư? Vừa rồi thì có tiến hành một cái khảo sát thì 60% lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước là không quan tâm. Con số đó cũng nói lên đủ rồi. Vâng. À, ông Mai Lê Trực suy nghĩ như thế nào khi mà một số người thậm chí còn đi xa hơn, có nghĩa là người ta yêu cầu là phải nhà nước đầu tư cho công nghệ thông tin, ví dụ như là con số 2% hiện nay mà chúng ta đang đầu tư cho khoa công nghệ? Thực ra mà nói, cái chỉ đạo của Thủ tướng về toàn tất cả các ngành của toàn xã hội và thì tôi nghĩ cái đấy là chủ yếu về ứng dụng công nghệ thông tin để mà thay đổi cái phương thức phát triển là đầu tư của xã hội chứ không phải của nhà nước. Phải nói rõ là như thế. Cho nên chúng tôi không yêu cầu kể cả như là phải tăng ngân sách nhà nước cho cái đầu tư về công nghệ thông tin. Cái đấy các doanh nghiệp làm. Ví dụ mạng viễn thông của Việt Nam lâu nay, mà internet của Việt Nam lâu nay thì nhà nước có đầu tư đâu, thậm chí còn nộp ngân sách rất nhiều. Nhưng mà người ta vẫn đầu tư toàn bộ cơ sở hạ tầng của công nghệ thông tin của chúng ta là của doanh nghiệp chứ không phải là ngân sách nhà nước. Cho nên tôi nghĩ rằng kỳ này vấn đề của chúng tôi mà là gọi là những cái chuyên gia về công nghệ thông tin không nghĩ rằng là cái chúng tôi phải đòi hỏi đầu tư cho ngân sách nhà nước. Mà cái đấy là nếu chính phủ thấy là cái việc đấy là một cái thiết yếu để thay đổi toàn bộ cái cách thức điều hành của chính phủ để làm sao cho cái nền kinh tế chúng ta hoạt động có hiệu quả thì chính phủ phải đầu tư cho cái phần của nhà nước thôi. Chứ còn đứng về công nghệ thông tin là toàn xã hội chứ. Tôi cho rằng là khoảng đến 80% cái đầu tư cho công nghệ thông tin là của xã hội chứ không phải của ngân sách nhà nước. Vâng. 80-90%. Cho nên cái phần 2% như khoa học công nghệ đấy là nói về cái chuyện là đầu tư trong cái hệ thống quản lý của nhà nước. Thí dụ như hệ thống chính quyền điện tử của chúng ta. Thì nói là nói cái ý đấy. Hay là đòi hỏi cái việc đấy cùng với có tính chất như là cưỡng bức như anh Thiên nói. Đối với một số, ví dụ doanh nghiệp nhà nước nó có những lợi ích nhóm, nó có những lợi rào cản, nó có này kia thì cái quyết tâm chính trị nó thể hiện qua cái chỉ đạo trực tiếp của những người lãnh đạo. Vâng. Thì như vậy thì và đồng thời chính phủ thì tôi nghĩ chỉ lo cái ngân sách, như chỉ lo trong cái bộ máy công quyền chứ không phải là lại vấn đề đây nó hơi khác tí. Bởi vì có thể là như này, là có thể nó không xuất phát từ ngân sách nhà nước nhưng thị trường công nghệ thông tin có một khách hàng rất lớn, đó chính là nhà nước, và đấy cũng chính là tiền nhà nước. Tôi nghĩ thế này, cái câu hỏi cho cả anh Bình với cả anh Trực ấy, nó thứ nhất là ông phải thể chế hóa cái quy định về phát triển công nghệ thông tin. Tất cả những dự án ấy là phải có tiêu chuẩn áp dụng công nghệ thông tin thì mới được duyệt, nó giống như là tiêu chuẩn về môi trường. Thì nếu không là ông không áp dụng, ông cứ mặc kệ. Ông đã coi đây là một cái câu chuyện là sống còn quốc gia, theo cái nghĩa là để mà đua tranh phát triển, để mà tạo cái năng lực quốc gia đó, mà không có là gay. Thì tất cả những cái dự án, tất cả những cái đầu tư đấy là phải có cái tiêu chuẩn bắt buộc về ứng dụng công nghệ thông tin. Mà cái này là cái nhóm sinh tay thảo luận rất là ghê. Và coi như đây, nếu mà làm được cái này ấy, thì lập tức ấy, nó tạo thành một cái gọi là cái chuẩn phát triển mới cho Việt Nam. Cái đấy là cái rất rõ. Vâng. Cước bức ấy. Cái thứ hai, cái 2% này là một cái nói ẩn dụ. Theo nghĩa đây là cái cách nhà nước xử sự với một cái phương thức phát triển như thế nào. Mà cái ý của anh Minh nói là nó một gợi ý. Trước tiên là ông là nhà nước là một thị trường đó. Thị trường ấy nó tạo ra một cái sức kích thích phát triển. Ví dụ đặt hàng cho FPT của anh Bình chẳng hạn. Mà đặt hàng như thế là làm cho cái chính quyền trở nên thông minh. Thì đấy là một cái thông điệp hai chiều. Tức là chúng tôi sẵn sàng là chia sẻ với lại. Mặt khác thì chúng tôi tuyên bố là chính phủ là cái người đầu tiên ứng dụng cái công nghệ này để trở thành một cái chính phủ thông minh. Thì như thế là nó tạo ra một cái sức kích thích mà tôi cho rằng là cần phải. Bây giờ nói là thì 1% được, nhưng mà tuyên bố cho nó là cái cam kết của ông phải được thực hiện cho nó đúng hướng, đúng cách. Thì như thế là xã hội thấy là như vậy là chính phủ thực sự là làm thật, chứ không phải là nói chơi, không phải là nói cho nó vui nữa. Vâng. Thì như thế là nó có cái giá trị kiểu như vậy. Tôi thì nghĩ hơi khác một tí, ở cái chỗ thế này. Cuối cùng đã là đầu tư thì phải là hiệu quả. Đã là đầu tư là phải có hiệu quả. Cho nếu hiệu quả mà đầu tư thì thậm chí các doanh nghiệp 3%, 4%, 5% về một số lĩnh vực vẫn có thể làm. Không chứ không nhất thiết là cái con số 2% chỉ là cái con số của ngân sách nhà nước. Đúng rồi, chứ không phải của doanh nghiệp. Đúng. Không phải của doanh nghiệp. Đây là hoàn toàn chỉ có bộ máy hành chính nhà nước, chứ không phải của doanh nghiệp. Còn của doanh nghiệp có thể người ta đầu tư 10%, cái đầu tư 15%, thậm chí là có thể đầu tư đến 50% đối với những cái doanh nghiệp mà người ta ứng dụng nhiều công nghệ thông tin. Cho nên cái chỉ tiêu 2% thì đây là chẳng qua là của ngân sách nhà nước để phục vụ cho hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, kể cả của chúng ta. Vâng. Chứ không phải là đầu tư về của xã hội, cái đấy xã hội là. Ở đây thì xin hỏi ý kiến ông Trương Gia Bình, ông Mai Lê Trực đã đặt ra vấn đề là quan trọng nhất là chúng ta đầu tư một cách hiệu quả. Vậy thì
đâu sẽ là cơ chế để cho rằng là chúng ta đầu tư vào công nghệ thông tin hiện nay nó sẽ thực sự tạo ra sức bật cho nền kinh tế và tạo ra một cái phương thức phát triển mới? Bởi vì rõ ràng tất cả chúng ta ngồi đây đều đã nhận thức được rằng là đã có những giai đoạn chúng ta đầu tư cho công nghệ thông tin bằng ngân sách nhà nước đã thất bại với đề án 112. Vậy thì điều gì có thể đảm bảo được rằng là đầu tư cho công nghệ thông tin sẽ mang lại thành công? Vâng, cái lần này đó thì cái trong cái bài phát biểu cũng đã chỉ rất rõ, tức là nâng cao toàn diện sức cạnh tranh quốc gia, tức là đầu tư để mà nâng cao cái sức cạnh tranh của cái nền kinh tế Việt Nam. Mà cái nền kinh tế Việt Nam ấy, nói cụ thể ấy, thì đầu tiên ấy, là cải cách thể chế, tức là công nghệ thông tin phải tham gia vào trong cái công cuộc cải cách hành chính quốc gia. Hay là tiếp nói tiếp là hạ tầng là cái nền tảng của nền kinh tế, sức cạnh tranh như thế, thì bây giờ phải làm sao cho giao thông nó thông minh. Với một cái hạ tầng đã có sẵn, cái đường xá Hà Nội chúng ta vừa rồi chúng ta đập rất nhiều để xây dựng to đường ra, nhưng mà to đường xong rồi là vẫn tắc nghẽn. Thế có cách nào mà giảm bớt tắc nghẽn mà hiệu quả cao hơn không? Hiệu quả cao hơn nhiều không? Thì chính là giao thông thông minh. Tức là chúng ta sẽ đo bằng các cái chỉ số của kinh tế, thay vì chúng ta nói là chúng ta bỏ ra bao nhiêu tiền. Thì tôi nghĩ rằng là đây là cái đầu tư vào là hiệu quả cao nhất và có thể đạt được. Cái chỗ anh Minh nói nó liên quan đến cái cơ chế làm sao cho hiệu quả. Đây là gắn với nhà nước thì anh Trực là nghi ngờ cái đấy đúng rồi, bởi vì xưa nay những cái món nhà nước là nó không hiệu quả lắm. Thì cái công nghệ thông tin nếu mà làm thật ấy, nó có gai thế này. Tức là nó cái tính công khai minh bạch là nó phải cao hơn. Mà đấy là cái cơ chế công khai minh bạch ấy, là cái yếu tố cơ bản để bảo đảm cho ông ấy không thể hành động tùy tiện, hành động nhũ nhặng được. Vâng. À, cho nên ấy, thực ra ví dụ như cái đề án 112, nếu mà chúng ta sử dụng nguyên tắc thị trường cộng với là cái thông tin vào đây, tức là công khai minh bạch và cạnh tranh ấy, thì chắc là cái hiệu quả đó nó sẽ tăng lên. Bởi vì là khi đó là cái lựa chọn chính phủ, những cái phương thức làm ấy, cho từng cái hạng mục một ấy, chắc chắn là nó tốt hơn rất nhiều. Cho nên tôi nghĩ rằng là ta cứ tận dụng cho đúng cái cơ chế, tận dụng cho đúng cái lợi thế của cái cạnh tranh thị trường. Thứ hai là của chính cái thông tin, cái hệ thống thông tin, tức là một hệ thống chia sẻ, hệ thống công khai, hệ thống cho tất cả mọi người đều tham dự, thì như thế là bảo đảm được cái đấy. Vâng. Thực ra cho 112 á phải làm rõ. Tôi là người đã phát biểu một năm trước khi sự cố 112 xảy ra trong cái ban chỉ đạo về công nghệ thông tin. Lúc bây giờ thì cái phải nói rằng là cái chủ yếu cái sai của nó là ở hai lĩnh vực. Thứ nhất là giao sai địa chỉ. Văn phòng chính phủ chỉ là một cái hộ sử dụng thôi, chứ không văn phòng chính phủ tổ chức toàn bộ cái việc đấy là không đúng. Đấy tức là giao sai ít nhất, ví dụ về chức năng là giao sai người, sai địa chỉ. Mà cái này là lúc Nguyễn Sinh Hùng báo cáo trước Quốc hội về cái 112 cũng nói rõ đây là chúng tôi là giao sai địa chỉ. Tôi nghĩ những cái tư tưởng của Thủ tướng rồi những cái nghị quyết của Đảng về cái việc này đã xác định cái vai trò công nghệ thông tin, thì làm sao cái chương trình hành động và cái triển khai thực hiện phải giao đúng người đúng việc. Và tôi cũng nhất trí với ý kiến Trần Đình Thiên là phải có một cái giám sát công khai minh bạch thì nó sẽ hiệu quả, chứ không phải vì cái 112 nó có những cái trục trặc mà chúng ta chung lại về cái chuyện là công nghệ thông tin không có hiệu quả. Vâng, các vị khách mời đã đề cập đến những vấn đề liên quan đến công khai minh bạch, liên quan đến công nghệ thông tin với cải cách thể chế, và sau đây sẽ là những gì mà công nghệ thông tin đã làm được trong cải cách thủ tục hành chính tại tỉnh Bắc Ninh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức đã được triển khai lần đầu tiên tại Bắc Ninh nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ công chức theo quy trình quản lý chất lượng, tiến tới trả lương và bố trí công việc phù hợp. Từ những kết quả thực tế ở Bắc Ninh thì Bộ Nội vụ sẽ triển khai ra nhiều bộ ngành địa phương khác để góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Sở Nội vụ Bắc Ninh là một trong 13 đơn vị của địa phương này được Bộ Nội vụ chọn để thí điểm triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ và theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công việc của cán bộ công chức. Nhờ đó mà việc cập nhật hồ sơ và theo dõi kết quả chuyên môn mà các chuyên viên đã thực hiện trong ngày, trong tuần được tiến hành đúng quy trình và biểu mẫu của Bộ Nội vụ. Thay vì lục tìm hồ sơ cán bộ liên quan trong tất cả các cơ quan hành chính sự nghiệp trong tỉnh Bắc Ninh như truyền thống, thì giờ đây công việc đã thuận lợi hơn nhiều khi ứng dụng công nghệ thông tin. Khi áp dụng phần mềm quản lý cán bộ công chức thì chúng tôi có thể nắm bắt được thông tin của tất cả cán bộ công chức trong toàn tỉnh, từ khi mà cán bộ đó mới vào cơ quan cho đến khi nghỉ hưu và diễn biến cái quá trình luôn.
hoặc là khi mà các cán bộ có những cái thay đổi gì về thông tin thì chúng tôi có thể cập nhật được vào phần mềm. Mặc dù luật cán bộ công chức quy định kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế, tuy nhiên việc đánh giá cán bộ công chức chưa theo phương pháp khoa học và căn cứ vào kết quả thực thi nhiệm vụ. Vì vậy, cần xây dựng phần mềm về quy trình đánh giá phù hợp, phản ánh chính xác kết quả hoàn thành nhiệm vụ của công chức. Phương pháp sử dụng mẫu biểu, tài liệu mà nhóm chuyên gia của dự án hỗ trợ cải cách hành chính UNDP thuộc Bộ Nội vụ đã thiết kế và triển khai thí điểm tại tỉnh Bắc Ninh và một số nơi khác đã nhận được sự đánh giá cao bởi tính khoa học và thực tiễn. Trên cơ sở đánh giá được công việc, đánh giá được kết quả làm việc của từng cán bộ công chức viên chức, thì người lãnh đạo, người quản lý có thể nhận thấy là cái việc ấy, những cái công việc mà giao anh đạt đến mức nào, những cái điểm mạnh, điểm yếu, năng lực của anh trong quá trình triển khai công việc. Và đây cũng là cái cơ sở quan trọng để chúng ta thực hiện chế độ chính sách, nhất là sau này nếu như có những cái chế độ chính sách để khuyến khích những người mà đạt kết quả tốt trong công vụ, rồi những người có năng lực phát triển thì để đào tạo bồi dưỡng tiếp quy hoạch cán bộ công chức. Thì tôi nghĩ đây là một cái vấn đề nó hỗ trợ cho việc rất mạnh. Thực này chúng tôi đã tiến hành thử thí điểm ở một số sở, ví dụ như là Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Công Thương và Sở Nội vụ và hai huyện, đó là thành phố Bắc Ninh và huyện Tiên Du. Thì những vấn đề này cũng đã được áp dụng và chắc chắn nếu chúng ta làm tốt được vấn đề này thì đảm bảo được cái chính xác trong cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ và nó cũng đánh giá được và cái trong quá trình phân công và cơ cấu cán bộ công chức cho nó phù hợp và tiết kiệm được những cái mức độ hoàn thành công việc của cán bộ cũng như đánh giá chính xác hơn cái mức độ hoàn thành của cán bộ công chức trong thời gian tới. Sau một thời gian tổ chức thực hiện tại 8 huyện thị và 5 sở ngành của Bắc Ninh, các chuyên viên đã soạn thảo và thiết kế được hệ thống quản lý, đánh giá kết quả công việc của khối cán bộ công chức ở sở ngành và chính quyền. Đây là một trong những hoạt động được Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Cải cách Hành chính UNDP Bộ Nội vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá cán bộ công chức để tiến tới xây dựng chính sách trả lương theo kết quả công việc, quản lý và bổ nhiệm công chức theo tiêu chuẩn chức danh gắn với vị trí việc làm. Và thưa ông Trần Đình Thiên, tại diễn đàn thì ông cũng chủ trì một cái phiên thảo luận mà tôi nghĩ cũng rất là hay, đó là mối liên hệ giữa công nghệ thông tin và cải cách thể chế. Vậy thì về mặt lý luận, đâu là cái mối liên hệ giữa công nghệ thông tin và cải cách thể chế hiện nay tại Việt Nam? Thì một cái công cụ phát triển mới, một cái phương thức phát triển mới bao giờ nó cũng đòi hỏi một cái môi trường thể chế nhất định. Cho nên ta hay nói là cách mạng là gì? Tức là nó cách mạng để mà thay đổi cái hệ thống thể chế để cho cái lực lượng sản xuất mới nó vận hành được. Nhưng rõ ràng ấy, những cái thay đổi thể chế bao giờ cũng là bắt buộc cho những cái phương thức phát triển mới nó vào. Cái ý của anh Trực nói vừa rồi, nó có thể nói một cái ví dụ rất đơn giản là cái chuyện là chúng ta nói là thu tiền qua những cái trạm thu phí. Với nước ngoài nó cứ quẹt cái thẻ cái là chả có dính dáng như con người đấy. Cái của ta là cứ vé tít đằng kia. Nhưng thực ra nó chả cần mua vé, đến đưa tiền thì cũng cứ đi qua thôi, bởi vì là cái thao tác là chủ yếu là con người. Có vẻ là có điện tham gia vào đấy, nhưng mà nó chưa điện tử đấy, nhưng mà không phải là công nghệ thông tin, chưa phải. Còn nếu mà công nghệ thông tin kiểm soát được cái quá trình quẹt đấy thì cứ thế là diễn ra thôi, hoàn toàn là rõ ràng minh bạch như thế. Thì đấy là cái đấy là thay đổi thể chế. Đừng có hình dung một cái thể chế quẹt thẻ với cái thể chế mà đưa vé với lại đưa tiền, lấy hai cái thể chế đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Thì cái này là nó rất là quan trọng. Thế còn cái câu hỏi thứ hai liên quan cái chỗ anh Trực nói, nó gắn với cái chuyện anh Minh có nói là từ dưới lên hay từ trên xuống. Đây là cả một cái câu chuyện mà nó rất là quan trọng, là xem cái cách để mà chúng ta đưa một cái phương thức phát triển mới vào nó như thế nào. Dưới lên ấy bao giờ cũng là thể hiện cái tất yếu, một cái xu hướng chung của xã hội. Ông không cấm họ vẫn cứ làm. Thì đấy là cái mà chúng ta đang thấy được đấy. Xã hội là cứ thế là áp dụng thôi. Nhưng nếu mà bên trên mà không nhận thức được cái đấy thì sẽ có những cái cách cản trở, không có hỗ trợ, thì như thế là cái quá trình diễn ra nó tự phát và như thế là cái tốn phí nó cao lên. Thế còn nếu mà nhà nước ý thức được cái chuyện ấy, thúc đẩy cái đó, tổ chức cái đó, thậm chí là cưỡng bức cái quá trình ấy nó diễn ra nhanh hơn thì cái việc tiến vượt lên nó nhanh rất nhiều. Cho nên ta biết là tại sao là Hàn Quốc họ có thể tiến vượt lên nhanh như thế, là bởi vì Park Chung Hee là một nhà độc tài, là cưỡng bức những cái thể chế mới vào. Thế ta bây giờ đối với công nghệ thông tin, như lúc nãy ta nói đấy, dự án của ông dứt khoát phải có cái chuẩn công nghệ thông tin vào, thì nếu không ấy là không bao giờ được thanh toán tiền cả. Mà cái chuẩn công nghệ thông tin là phải do những cái người am hiểu về công nghệ thông tin trong phát triển đưa vào,
Thì như thế đó là chúng ta đang đưa một cái thể chế mới vào cho một cái sự phát triển. Mà tôi cho cái đấy rất là quan trọng. Và nếu cái này nó áp dụng được từ nhà nước xuống dân, nhà nước cũng là một cái lực lượng cưỡng chế phát triển. Chứ không phải là đừng có nói là chỉ có rủ dê, không phải dụ dỗ, nó không chỉ có như thế. Phải cả cưỡng bức và dưới dân thành phong trào cứ thế làm ấy, thì nó đúng hướng và nó tạo ra một cái hợp lực. Mà tôi nghĩ Việt Nam ấy, tới đây phải suy nghĩ cái đấy một cách rất nghiêm chỉnh, rất thấu đáo. Chứ không có được cái chuyện đánh trống bỏ rùi, người ta gặp trăng hay chớ, nó quen. Đấy, nhân dân thì làm thế là không được yểm trợ, là nhiều khi là mang vạ, thế thì nó không được. Vâng, rõ ràng cải cách thể chế thì ở nhiều quy mô khác nhau. Thì ở đây xin mời ý kiến thêm của ông Trương Gia Bình với tư cách là cải cách thể chế ở từng những đơn vị cụ thể một. Ở đây thì tôi đơn cử ví dụ như là Truyền hình Việt Nam hoặc là rất nhiều các cơ quan khác. Nhiều khi chúng ta cũng muốn thay đổi một cái gì đó về mặt quy trình, bởi vì cái cũ nó ì ạch nhiều, nó không phát triển, nó không tạo ra cái động lực của phát triển. Nhưng vì một lý do nào đó chúng ta trì hoãn nó, chúng ta không làm được. Nhưng chúng ta có thể nhân cơ hội ứng dụng công nghệ thông tin, bởi vì thực ra đưa công nghệ thông tin vào thì là thay đổi toàn bộ quy trình, và như vậy là cuối cùng chúng ta lại làm được, và như vậy là một mũi tên trúng hai đích. Tôi hoàn toàn chia sẻ cái câu chuyện đó, bởi vì nói là cải cách thể chế mà thiếu công nghệ thông tin ấy, thì có thể nó quên ấy. Quy trình viết trên giấy người ta không thực hiện, nó quên mất rồi, lại làm theo cách cũ. Tức là cái xu hướng mà làm theo cũ ấy, mạnh hơn là mới. Mà nếu mà làm công nghệ thông tin mà lại không có những quy trình rõ ràng thì không làm được. Tức là hai cái này nếu mà nói nó có cái hữu cơ gắn bó với nhau và thúc đẩy cả hai cái thì việc nó dễ hơn. Vâng, một câu hỏi nữa cũng xin được hỏi Mai Liên Trực. Ở đây thì liên quan đến một cái khía cạnh khác của cải cách thể chế, đó là nâng cao được tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan công quyền. Thì ông cũng nhận thấy là trong thời gian vừa qua thì rất nhiều các văn bản quyết định ấy, của các cơ quan quản lý nhà nước ấy, mới chỉ tồn tại ở dạng dự thảo thôi, nhưng mà được đưa lên mạng, và tự nhiên là cộng đồng mạng dậy sóng và tạo ra những cái phản ứng rất là khác nhau, và ngay lập tức là cơ quan đã thu lại cái văn bản đó. Và như vậy là nâng cao cái tính giám sát của xã hội và cái tính giải trình, tính chịu trách nhiệm của cơ quan công quyền. Đúng là như vậy. Những năm gần đây thì đứng về chủ trương chung ấy, thì cái minh bạch hóa các văn bản của nhà nước, cái đấy rất là tốt, tôi cho rất là tốt. Nó đã được minh bạch hóa ra. Tại vì nó có cái là chính phủ trong đấy, tức là làm sao đưa lên toàn bộ cái thông tin, đừng để nó co cụm, cát cứ, che giấu thông tin, người dân không biết. Thì cái thứ nhất là làm sao những cái lượng thông tin đấy đưa đến cho cái người dân, cũng như chính phủ cung cấp lại những cái dịch vụ công cho người dân trong cái dự án chính phủ điện tử. Cái đấy rất có lợi, và trong thực tế nó có những cái gọi là cưỡng bức. Cái thứ hai nữa là đúng là người dân giám sát lại, minh bạch hóa cái công việc của công quyền. Cho nhiều quan mới nói là bây giờ một số cái ý tưởng đưa ra rất là may mắn là nó được công khai ra theo như quy định về phải công khai trước khi ban hành chính thức, thì cái đấy chính là đỡ rất nhiều những cái sai lầm của các cơ quan nhà nước khi ban hành. Và tôi cho không phải là chỉ những cái sáng kiến rất là gọi là tầm bậy như vừa rồi đưa lên rồi cuối cùng bị cộng đồng mạng và báo chí phản ứng mà rút lại, mà tôi cho thậm chí một số chủ trương rất lớn vừa qua mà sở dĩ quốc hội hoặc là chính phủ đình lại chính là do cái công nghệ thông tin, cái lượng thông tin áp lực lên rất lớn, mà không những là lên mạng công chí, mà người ta gửi trực tiếp cho các đại biểu quốc hội, người ta gửi trực tiếp cho những cái vị lãnh đạo, thì cái đấy nó tạo nên một cái sự cung cấp thông tin rất là nhanh và lớn. Như vậy là công nghệ thông tin trở thành một công cụ để giám sát. Vâng, về nội dung này thì xin được cung cấp thêm một cái thông tin, đó là Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã vừa công bố cái báo cáo xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ ngành và địa phương. Thì kết quả như sau, đó là trong khối các tỉnh thành thì xếp thứ nhất và được xếp ở hạng tốt tiếp tục là Đà Nẵng, và Đà Nẵng cũng là địa phương xếp thứ nhất của năm 2011. Tiếp theo là Hà Nội, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An. Năm vị trí cuối bảng xếp hạng thì có tới 4 tỉnh miền núi phía Bắc là Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu và Sơn La, xếp áp chót là Ninh Thuận. Ở khu vực các bộ ngành thì đứng đầu là Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao. Năm vị trí cuối cùng là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có lẽ chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, và để kết thúc chương trình đối thoại chính sách ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem những gì mà công nghệ thông tin đã làm được đối với giáo dục. Đề án lớp học thông minh với sách giáo khoa, giáo trình điện tử và nhiều thiết bị hiện đại đã được nâng cao được chất lượng dạy và học tiếng Anh tại một số địa phương đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho triển khai thử nghiệm hiện nay. Đây là một giờ học tiếng Anh tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Cũng là sự tương tác giữa cô và trò. Tuy nhiên, nó khác những giờ học thông thường ở chỗ cô và trò sử dụng thiết bị bảng tương tác thông minh trong việc dạy và học.
Ưu điểm của thiết bị này là học sinh sẽ được thực hành cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với sự hỗ trợ của các clip minh họa, cách phát âm chuẩn của người bản địa. Hệ thống phần mềm đi kèm có thể giúp các giáo viên minh họa cho bài giảng sinh động hơn, cũng như thực hiện các bài kiểm tra, sắp xếp bài giảng và quản lý học sinh một cách dễ dàng. My favorite subjects are English and math, but I study English the best. In the future, I want to be a English teacher for poor children. I like to study with this because I think it's smart and it can do something that I can do with a normal board. I hope that every children and every student can study with these appliances. Ngày nay thì công nghệ thông tin phát triển thì nó đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều. Bây giờ tôi không phải đem những cái đồ dùng dạy học cồng kềnh trên lớp. Tất cả tôi đều dự trữ vào trong máy vi tính. Trong cái niên học này khi dạy cái lớp chuẩn châu Âu, các em đạt trình độ A1. Với cái trình độ của các em, nếu như không có những thiết bị tiên tiến này thì tôi nghĩ rằng mình sẽ khó mà giúp các em phát huy được cái môn tiếng Anh của mình. Thiết bị bảng tương tác thông minh chỉ là một phần của hệ thống phòng học thông minh đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thí điểm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nhìn những ánh mắt háo hức, sự tập trung trong từng giờ học, nghe từng câu phát âm chuẩn của các em học sinh, có thể nhận thấy mô hình thử nghiệm này đã bước đầu mang lại kết quả khả quan trong việc nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh. Khi mà nhà trường của mình lắp đặt cái thiết bị này thì bản thân tôi cảm thấy rất là vui. Tại vì nó phục vụ rất là nhiều cho cái môn học của tôi, rất là dễ thu hút sự chú ý của học sinh. Các em cảm thấy thích thú với những cái bài giảng của mình. Từ đó thì mình có thể truyền đạt kiến thức cho các em dễ dàng hơn. Bài giảng điện tử của cái phần mềm này thì nó có rất là nhiều cái giải pháp hữu ích, cái phần mềm hữu ích giúp cho mình có thể dễ dàng mình sáng tạo ra những cái hoạt động mà thu hút học sinh nhiều hơn. Ứng dụng công nghệ thông tin cũng như các thành tựu của công nghệ vào trong giáo dục, đó chính là cái việc mà chúng ta làm thay đổi phương pháp giảng dạy. Phương pháp giảng dạy cũ đấy là thầy giáo làm trung tâm, thì bây giờ chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin vào để chúng ta biến học sinh làm trung tâm, và cái sự tương tác giữa giáo viên và học sinh nó có hiệu quả hơn. Các em được tiếp xúc với lại các cái phần mềm, tức những mô hình ảo, được giao tiếp tốt hơn, dẫn đến là các em hứng thú hơn trong học tập và giáo viên cũng rất là phấn khởi, tạo ra không khí lớp học tốt hơn. Khi mà triển khai các nơi thì từ cán bộ quản lý các trường cho đến giáo viên cho đến phụ huynh học sinh và học sinh đều rất phấn khởi và đều có đề xuất mong muốn là làm sao tiếp tục được học trên những cái phương tiện như vậy và được nhân rộng ra. Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang từng bước xây dựng đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có đề án số hóa sách giáo khoa đang được Nhà xuất bản Giáo dục phối hợp với các đơn vị thực hiện. Các địa phương đang hy vọng sau khi thử nghiệm thành công với môn tiếng Anh, mô hình lớp học thông minh với các trang thiết bị hiện đại sẽ được nhân rộng ở nhiều môn học khác, ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng học tập và đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo tại Việt Nam. Vâng, chương trình đối thoại chính sách tuần này xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Mai Liêm Trực, xin được cảm ơn ông Trần Đình Thiên và ông Trương Gia Bình đã tham dự chương trình đối thoại chính sách của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Tự do có hại, liên tục được tạo ra làm tổn thương tế bào thần kinh và mạch máu não, gây suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ, thiếu máu não và tăng nguy cơ đột quỵ. Otip dưới các dưỡng chất sinh học quý anthocyanin, ferrostilbin, tinh chiết từ blueberry có tác dụng chống gốc tự do, giúp bảo vệ tế bào thần kinh và mạch máu não. Otip chống gốc tự do, bảo vệ và tăng cường hoạt động não. Otip hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thank you.